Với sức nóng của chương trình Sao Nhập Ngũ, khi cứ ra mắt tập nào thì tập đó đều lên thẳng top trending của YouTube. Vậy nên không có gì lạ khi nhất cử nhất động của các cô gái trong chương trình đều bị cư dân mạng soi mói. Ngoài những nhân vật được người xem yêu thích như Mũi Trưởng, Hậu Hoàng, sự lầy lội của Diệu Nhi, gần đây một bộ phận cư dân mạng liên tục không hài lòng vì thái độ của Khánh Vân ở Sao Nhập Ngũ. Sau khi tập 4 chính thức phát sóng, một làn sóng cư dân mạng đã lên mạng xã hội từ Facebook đến YouTube để công kích Khánh Vân. Đỉnh điểm là xuất hiện một group anti-fan với số lượng lên đến 14.000 thành viên với tên gọi Hội Những Người Anti Khánh Vân Siêu Dẹo. Theo đó, hội nhóm anti-fan này thường xuyên đăng tải những hình ảnh của Khánh Vân và sau đó bình luận khá thô tục về nữ diễn viên mắt biếc. Số lượng thành viên tăng chóng mặt nhất là sau tập 4 Sao Nhập Ngũ. Theo lời các anti-fan ở đây, đa số họ đều cho rằng thái độ của Khánh Vân không tốt và đáng bị ném đá. Có thể thấy sao Hương Giang, trào lưu tiêu cực lập group anti-fan nở rộ trên mạng xã hội theo kiểu vô thưởng vô phạt. Trong khi cả fanpage chính thức lẫn các chị em cùng tham gia với Khánh Vân đều đã lên tiếng bênh vực, cho rằng không thể trong ngày 1 ngày 2 có thể thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, nhưng cư dân mạng vẫn liên tiếp công kích vô lý nữ diễn viên mắt biếc. Trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế, tất nhiên sẽ có yếu tố cắt ghép. Việc đánh giá nhân cách ứng xử của một người trong tập thể chỉ qua một tập của chương trình thật chưa công bằng cho Khánh Vân. Khánh Vân được biết đến với vai diễn Trà Long trong bộ phim Mắt Biếc, cũng như MV là một thằng con trai của Jack. Với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, khác biệt với hot girl nóng bỏng ngày nay, Khánh Vân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Mặc dù thường xuyên xuất hiện với tạo hình bánh bèo, thế nhưng những gì Khánh Vân thể hiện trong Sao Nhập Ngũ ắt hẳn sẽ khiến cho cô nàng bị ảnh hưởng không ít. Hy vọng trong những tập tiếp theo của Sao Nhập Ngũ, Khánh Vân sẽ lấy lại được tình cảm từ khán giả theo dõi.